This is the VOA Special English Economics Report. Vào ngày 2 tháng 8, Tổng thống Obama ký một dự luật tăng hạn cho vay của nước này. Tuy nhiên, cuộc thương lượng về nợ đó không kéo thị trường chứng khoán khỏi tụt dốc đối với những lo ngại kinh tế về nước Mỹ và thế giới. Pháp luật theo đuổi hàng tháng tranh luận chỉ thêm vào những lo ngại đó. Quốc hội đã gửi dự luật đến Tổng thống vào ngày cuối cùng rằng chính phủ cho biết họ đã đủ tiền để thanh toán. Đạo luật về kiểm soát ngân sách năm 2011 cho phép chính phủ tìm ra nguồn tài chính để thanh toán các hóa đơn cho đến năm 2013. Quốc hội đồng ý nâng mức nợ trần lên 2.000 tỷ đô la, nhưng đồng thời thực hiện cắt giảm chi tiêu. Tổng thống Obama nói, thỏa hiệp này đảm bảo hơn 2.000 tỷ đô la trong việc giảm thâm hụt ngân sách. Nó là biện pháp an toàn đầu tiên quan trọng nhằm đảm bảo rằng như một quốc gia, chúng ta sống trong phạm vi cách thức của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng cho phép chúng ta tiếp tục những vốn đầu tư chủ chốt trong những việc như giáo dục và nghiên cứu, dẫn đến những việc làm mới. Và nó đảm bảo rằng chúng ta sẽ không cắt giảm quá bất ngờ trong khi nền kinh tế vẫn còn mong manh. Richard Gordon trước đây đã làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông nói có một nguy cơ trong việc cắt giảm ngân sách liên bang quá nhiều trong khi tỷ lệ thất nghiệp còn cao. Nếu chính phủ liên bang không đầu tư tiền vào nền kinh tế, thì nền kinh tế sẽ bị chững lại. Và điều đó sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái nữa. Và điều đó không giúp được bất kỳ ai. Nợ quốc gia là hơn 40.000 tỷ đô la. Vào cuối năm, những nhà đầu tư tư nhân ở Mỹ nắm cổ phần lớn nhất, 36% khoản nợ chính phủ. Trung Quốc là cổ đông trái phiếu kho bạc ngoại quốc lớn nhất. Tiếp theo là Nhật Bản và Anh. Đạo luật kiểm soát ngân sách kêu gọi gần 1.000 tỷ đô la khi cắt giảm chi tiêu trong hơn 10 năm. Một ủy ban 6 đảng viên đảng Dân Chủ và 6 đảng viên đảng Cộng Hòa sẽ phải xác định 1.000 tỷ rưỡi nữa trong những cắt giảm thâm hụt. Quốc hội phải nhận được đề xuất vào 23 tháng 11 và bỏ phiếu trong vòng một tháng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hội đồng không thể đồng ý? Sau đó sẽ là một biện pháp bắt buộc được gọi là sự khởi phát sẽ có hiệu lực. Nó sẽ cắt giảm tiền bạc từ các chương trình hàng nội và quốc phòng. Tuy nhiên, không phải nằm trong các chương trình xã hội chung. Đối với cán bộ về hưu và người nghèo, thỏa thuận ngân sách này hạn chế việc không tăng thuế, nhưng vấn đề đó không biến mất. Richard Gordon, nay là giáo sư luật tại Đại học Case Western ở Ohio, nói rằng thỏa thuận này để lại một câu hỏi lớn. Chính sách kinh tế của chính phủ liên bang trong 2 năm tiếp theo sẽ là... I'm Alex Villarreal.